STEM House Inno Show. Đây là sau một khoảng thời gian dài các em được gặp trực tiếp anh Inno trong chương trình STEM House Inno Club, thì ngày hôm nay anh Inno đã quay trở lại với các em rồi đây. Các em ơi, các em có biết sắp tới đây chúng ta có một ngày lễ gì hay không? À, đó chính là ngày Tết Trung Thu. Trong ngày Tết Trung Thu chúng ta có rất nhiều hoạt động thú vị như là được xem múa lân nè, được ăn bánh Trung Thu và rước đèn. Mà để rước đèn thì chúng ta còn phải có gì vậy? Chính là một chiếc lồng đèn đúng không nào? Vậy thì ngày hôm nay anh Inno sẽ hướng dẫn các em tạo ra một chiếc lồng đèn vô cùng dễ thương và đơn giản. Let's go! Và để tạo ra chiếc lồng đèn này thì các em hãy cùng anh Inno chuẩn bị những nguyên vật liệu sau đây. Đầu tiên các em hãy sử dụng cây thước và bút chì để đánh dấu cho anh Inno những đoạn dài 2cm và chúng ta sẽ cần có 3 đoạn. Ok. Rồi, các em sẽ đánh dấu vào số 2, số 4 và số 6. Rồi, tương tự như vậy thì các em cũng sẽ đánh dấu bên phía bên này. Số 2, số 4 và số 6. Sau đó các em hãy nối những điểm này lại với nhau. Sau đó các em sẽ dùng kéo, mình sẽ cắt những cái đường này ra ha. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ có 3 đoạn giấy, mỗi đoạn dài 2cm. Và bây giờ chúng ta sẽ đi đến bước tiếp theo. Bây giờ các em sẽ sử dụng một tờ giấy màu khác, ở đây anh dùng giấy màu đỏ. Rồi. Đầu tiên anh Inno sẽ dán hai cái đoạn giấy này vào hai đầu của tờ giấy màu đỏ theo chiều dọc. Và anh Inno sẽ dùng bàn kia hai mặt để dán nhé. Và bây giờ sau khi đã dán xong hai đoạn dây màu vàng vào trong tờ giấy màu đỏ như thế này thì anh Inno sẽ gấp tờ giấy này làm đôi. Bước tiếp theo các em sẽ sử dụng thước để chấm cho anh Inno các đoạn dài 1cm trên tờ giấy màu đỏ này nha. Sau đó từ những chấm này các em hãy kẻ thành những cái đường thẳng đi xuống ha. Và sau khi đã kẻ những đường thẳng như thế này thì bây giờ các em hãy dùng kéo để cắt những cái đường thẳng này. Và các em lưu ý là mình chỉ cắt đến cái miếng màu vàng thôi nha. Dạ, hãy cùng anh Inno cắt. Ta-da! Vậy là sau khi các em đã cắt thêm những cái đường thẳng thì chúng ta sẽ được làm đèn như thế này ha. Và các em mở ra. Chúng ta sẽ được một cái hình như thế này. Rồi. Và để tạo ra một chiếc lồng đèn thì anh Inno có một nguyên vật liệu bí mật, đó chính là một chiếc cốc nhựa. Vậy thì anh Inno sẽ làm gì với chiếc cốc nhựa đây ta? Đầu tiên anh Inno sẽ cắt thành những cái đoạn băng keo nhỏ để dán lên trên miệng của chiếc cốc nhựa này. Rồi, sau đó anh Inno sẽ tháo cái lớp băng keo hai mặt này ra.
Và bây giờ anh Ino sẽ sử dụng một đầu của cái tờ giấy này để anh Ino dán lên trên miệng cốc. Anh sẽ bắt đầu từ đây. Vậy thì tới đây thì chúng ta vẫn còn dư một đoạn giấy đúng không, là cái em. Vậy thì bây giờ anh sẽ cắt một đoạn băng keo nữa để mình dán nó vào. Sau khi chúng ta đã cố định phần miệng cốc rồi thì phần bên dưới này các em chỉ cần dán cho nó nằm vào với nhau. Ở đây anh sẽ tiếp tục sử dụng một đoạn kim nữa. Rồi, anh sẽ dán vào cái phần bên phía bên tay phải cho mình rồi nhé. Ở đây thì các em lưu ý là mình sẽ kéo cho hai cái đầu giấy nằm lại với nhau sao cho khớp với lại cái phần miệng như thế này. Vậy là chiếc lồng đèn của anh Ino đã được hình thành rồi nè. Vậy thì các em biết là lồng đèn này còn thiếu gì không? Đó chính là tay cầm. Thì các em hãy sử dụng cái dải giấy khi nãy. Bây giờ các em sẽ gấp đôi dải giấy này lại theo chiều dọc. Sau đó các em chỉ cần cắt cho anh Ino hai đoạn băng keo nhỏ. Đoạn đầu tiên anh Ino sẽ dán một đầu của cái tay cầm vào bên trong của chiếc cốc lại ha. Và đầu còn lại anh em cũng sẽ dán tương tự. Ta-da! Và cuối cùng thì chiếc lồng đèn của chúng ta cũng đã hoàn thành rồi. Bây giờ thì các em chỉ cần cho vào bên trong đây những chiếc đèn led nè, hoặc là những chiếc đèn điện tử, thì chiếc lồng đèn của chúng ta sẽ vô cùng xinh xắn đúng không nào. Với những nguyên vật liệu đơn giản, anh Ino đã cùng các em tạo ra chiếc lồng đèn rất là đẹp đấy không nào. Với phần cốc nhựa, các em có thể tái chế lại cốc uống trà sữa hoặc là những cái ly mì trong nhà của mình. Và anh Ino có một thử thách dành cho các em. Hãy kể tên những loại lồng đèn mà các em biết. Ví dụ như đèn ông sao với đèn ca kê, đèn thiên nga với đèn bướm bướm, em rước đèn này đến cung trăng. Và trong dịp lễ Tết Trung Thu năm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một số từ vựng sau đây. Đầu tiên là lồng đèn, lantern, bánh trung thu, moon cake, múa lông, lion dance. Và cuối cùng là Tết Trung Thu, Mid Autumn Festival. Bạn nhỏ nào kể tên được nhiều loại lồng đèn nhất sẽ nhận một phần quà đặc biệt đến từ anh Ino. Các em hãy nhanh tay bình luận bên dưới video này nhé. Các em đã sẵn sàng đón Tết Trung Thu cùng gia đình, bạn bè và thầy cô của mình chưa nào? Hãy nhanh tay thực hiện những chiếc lồng đèn như thế này và gửi về cho STEM House để nhận được những phần quà dễ thương nha. Và đừng quên nhấn like và chia sẻ video này đến bạn bè của mình, đồng thời subscribe kênh YouTube của STEM House Education. Chúc các em có một buổi Tết Trung Thu thật vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong những thử thách lần sau.